Thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng mà công nghệ còn phát triển nhanh hơn. Đã 30 năm kể từ ngày chiếc điện thoại di động đầu tiên xuất hiện trên thị trường, Motorola DynaTAC. Chiếc điện thoại di động này lúc ấy có thiết kế khá giống một viên gạch đặc và nặng cũng gần ngang viên gạch luôn. Từ đó xuất hiện cái cụm từ là brick phone, hay gọi là điện thoại cục gạch. Motorola DynaTAC nặng cũng tương đương cục gạch là 850g, có một màn hình LED đen trắng bé xíu, hiển thị được tối đa là 30 người gọi, có thể nghe gọi được trong vòng 30 phút và sạc đầy trong vòng 10 tiếng đồng hồ. Motorola DynaTAC thời đấy được bán với giá khoảng 4.000 đô la Mỹ. Tính ra bây giờ trừ đi hao hụt và lạm phát thì chúng ta có thể so sánh được 4.000 đô la Mỹ thời đó khoảng tầm với 10.000 đô la Mỹ bây giờ. Quay trở về thời điểm hiện tại, chúng ta đã có những smartphone mà màn hình to ngang với cả bàn tay của các bạn, có thể làm được rất nhiều việc từ xem phim, nghe nhạc, chụp ảnh, lướt web, các bạn còn có thể thậm chí là chơi game thiết bị của mình pin sạc trong vòng 1 tiếng và dùng được trong cả ngày dài. Chỉ vài năm trước thôi, thậm chí chúng ta còn chưa dám mơ đến những cấu hình khủng xuất hiện trên smartphone của mình. Nhưng bây giờ chúng ta có thể nhìn lại với vi xử lý lõi 8 và 4GB RAM không khác gì một chiếc máy tính để bàn. Nhưng mà cấu hình như vậy liệu đã đủ nhanh hay chưa? Hãy bắt đầu với chiếc Samsung Galaxy S6. Các bạn có một màn hình 2K này, cực kỳ sắc nét. Các bạn có đến 3GB RAM, có vi xử lý 8 lõi Exynos 7420. Các bạn có vi xử lý đồ họa khá mạnh trên di động là Mali T760 MP8. Qua rất nhiều video so sánh và speed test chiếc Galaxy S6 này mà các bạn có thể tìm thấy ở trên Mac Channel hoặc rất nhiều kênh YouTube khác, thì chiếc Galaxy S6 này không ngán bất kỳ ứng dụng nào trên Play Store, có thể chạy mượt mà mọi tác vụ từ ứng dụng nặng nhất đến những game khoai nhất bằng 3D. Nhìn vào chiếc Galaxy S6, các bạn có thể đánh giá rằng chiếc máy này thực sự là một con quái vật tốc độ. Nhưng khi nhìn lại những thiết bị của các bạn trên tay, ví dụ các bạn có một chiếc Galaxy Note 3 hoặc Xperia Z3 chẳng hạn, Snapdragon 800 và Snapdragon 801 cũng không phải dạng vừa, khi chiếc máy này cũng là một thiết bị chủ lực flagship của một hãng những năm vừa qua. Và các bạn cảm thấy rằng tốc độ như vậy là đủ đối với bạn, như vậy là quá nhanh rồi và các bạn không nghĩ đến chuyện nâng cấp. Nhưng thực sự thì như vậy đã nhanh chưa? Và liệu như thế nào mới gọi là đủ nhanh? Ok, hãy xem theo phần loại người dùng đi. Như mẹ mình chẳng hạn, mẹ mình thì sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến một chiếc Galaxy S6 xem nó nhanh như thế nào cả, bởi vì mẹ mình là người của thế đại trước, không quan tâm và cũng không có thời gian để tìm hiểu về những chiếc smartphone thế hệ cộng. Vì vậy mẹ mình sử dụng một chiếc Nokia Stupid Phone của mười mấy năm trước đã đạt quá đủ nhanh rồi. Nhiều khi mở ứng dụng còn nhanh đến mức mẹ mình còn chưa kịp nhìn hay định hình nó là cái gì. Còn nếu xét theo góc độ của một người dùng bình thường, là vào khoảng 80% người sử dụng smartphone không phải là một con giỏi công nghệ như mình chẳng hạn, các bạn chỉ quan tâm đến lướt web, xem phim, chơi game vân vân, thì một chiếc iPhone 5 hoặc Galaxy S3 hay Galaxy S4 cũng là quá đủ. Còn nếu bạn là một con giỏi công nghệ thì chúc mừng bạn, chúng ta đang ở trên cùng một con thuyền, đập tay cái. Nhu cầu của bạn lúc này sẽ khác. Bạn đòi hỏi ở một chiếc smartphone nhiều hơn người bình thường. Bạn sử dụng smartphone cực kỳ nhanh và chuyên nghiệp. Bạn biết chính xác phải chạm vào đâu hay bấm vào cái gì mỗi khi ứng dụng mở lên. Vậy thì đây, hãy thử luôn một số ví dụ cho trực quan. Đây là một số game nhẹ. Chúng ta có Fruit Ninja, Jetpack Joyride. Bây giờ là Subway Surfer. Và đây là một số game nặng hơn, Road Racing, Asphalt 8 và The Trigger. Các bạn có nhận ra điều gì không? Đúng vậy, các bạn phải đợi khoảng từ 5 đến 10 giây hoặc lâu hơn thì game mới có thể chơi được. Vậy việc này nói lên điều gì? Đây là minh chứng cho việc smartphone năm 2015 vẫn chưa đủ nhanh, vẫn chưa đủ để đáp ứng cho chúng ta thứ gọi là tốc độ. Khi nào các bạn còn nhìn thấy dòng chữ loading, khi nào các bạn còn nhìn thấy những hình tròn xoay quanh quanh, thì đó là lúc smartphone vẫn còn chưa đủ nhanh. Đương nhiên, nói đi cũng phải nói lại, để có một tốc độ xử lý nhanh, chúng ta không chỉ cần vi xử lý nhanh là được, chúng ta còn cần RAM, chúng ta còn cần cả đồ họa, chúng ta còn cần cả phần mềm bên trong và cả tốc độ bộ nhớ nữa. Để xử lý nhanh hay không, chúng ta còn cần tất cả những phần này kết hợp vào với nhau. Có thể vi xử lý nhanh với tốc độ chóng mặt, nhưng bộ nhớ trong của các bạn có tốc độ đọc và lưu quá thấp thì cũng không thể đạt được tốc độ tối đa. Vậy chúng ta hy vọng một tương lai không xa khi mà bộ nhớ smartphone có tốc độ cao hơn kết hợp với vi xử lý khủng, thỏa mãn nhu cầu của những con mọt công nghệ như bạn và mình. Lúc đó chúng ta có thể hoàn toàn quên đi dòng chữ loading. Những chia sẻ vừa rồi của mình đã kết thúc video Max Talk số thứ 9 ngày hôm nay. Mình hy vọng các bạn cảm thấy hữu ích. Đừng quên bấm like và đăng ký để tiếp tục theo dõi. Hãy bình luận bên dưới cho mình biết các bạn suy nghĩ gì về chủ đề ngày hôm nay. Và đây là bình luận nổi bật của Max Talk tuần trước. Xin chào, hẹn gặp lại. Em mày ơi, iPhone 5S với cả Xperia Z3 con nào tốt hơn nhỉ? Đương nhiên là iPhone 5S rồi. Ủa, sao thế?
Bởi vì tao đang dùng iPhone 5S mà. Bạn không thể nói một chiếc smartphone này tốt hơn một chiếc smartphone kia đơn giản như vậy được.